phải cắt 1 đến 5 chuẩn bị lên cắt lúa hè thu nha các bạn. Lúa ở đây còn có miếng khoảng vài chục công mà chưa có cắt nha các bạn. Bên kia thì lại chét miếng xạ lại hết rồi. Rồi bắt đầu chạy ra ruộng cắt luôn nha các bạn. Đợi nắng lên gió lên hồi mấy khô thì bây giờ ra cắt. Kubota 105 X. Nước dữ lắm nước các bạn. Khu này không có bơm luôn nè, mưa không gài không bơm luôn nè. Nó khởi động găng rồi nó. Không chụp quay tăng ga lên rồi xuống đó, lội nước luôn, quá nước rồi trời ơi. Giống của em bạn ơi, không phải 5451. Bán được 7,5 ký. Đang chạy xe dạt nha các bạn. Lúa thì ve lại đây có khoảng 50 công các bạn, 50 công rồi. Bên kia xả lúa rồi.
lúa xuống luôn các bạn. Ngập luôn nè, ngập luôn nè. Lên đây thì bỏ lúa qua cổ luôn các bạn. Nó đậu lại bỏ lúa qua. Nắng lên thì tranh thủ cắt nha các bạn ơi, không gầy mưa không mà không cắt được. Mấy anh mấy cắt nói di chuyển mấy lại di chuyển về mưa không. Thấy gì tài xế coi gì vậy?
đi về. Bánh hay gì chân bánh lăng hay gì. Bây giờ mình cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn. Hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Đồ gì mới cắt rớt cái gì mấy anh ra mò kìa. Ra mò kiếm à. Bánh lăng rớt cái gì? Bánh chín hả? Rớt bánh chín hả? Nửa bánh chín nè. Kiếm ngoài gì?